là mình Hana Hoàng đây. Và trong video ngày hôm nay sẽ cùng Hana make up nhanh gọn trong vòng 10 phút không cần cọ, vô cùng tiện lợi khi đi du lịch nhé. Video này Hana quay trong chuyến đi du lịch tại Nhật Bản và lúc này thì Hana chỉ có khoảng độ 10 đến 15 phút để chuẩn bị cho bản thân thôi. Vì trong các chuyến du lịch thì Hana là tuýp người thích đi trải nghiệm. Vì vậy Hana luôn tối ưu hóa thời gian. Chính vì thế mà mỗi buổi sáng Hana phải chuẩn bị rất là nhanh gọn để có thể khởi hành sớm. Là một người đơn giản khi đi du lịch như vậy, nhưng mà make up thì không thể nào thiếu nha. Bởi vì tôi có một cái mắt cuồng rất là nặng cho nên là không thể nào mà không make up đi ra đường được. Vì không muốn lỉnh kỉnh nên là mình cũng không mang theo cọ trang điểm luôn, và mình dùng chính những cái ngón tay của mình để make up. Thật ra thì ngón tay của mình cũng chẳng khác gì cái bông mút make up cả. Và thậm chí nó còn tốt hơn bởi vì ngón tay của mình rất là ấm, cho nên khi mà thoa sản phẩm thì nó cũng sẽ rất là dễ ăn. Chỉ cần bạn thoa đều lên gương mặt và sử dụng những cái động tác như là thoa, vuốt hay là đập đập để cho sản phẩm nó có thể ăn bám chắc vào mặt là được. Mình rất thích dùng má hồng dạng kem bởi vì nó vừa dễ tá mà lại vừa giữ được bền lâu trên khuôn mặt. Mình cũng hay dùng loại này để làm màu mắt nữa, nhưng mà nhớ phải dặm thêm một lớp bằng phấn để có thể giữ được màu mắt bền lâu nhá. Không là đi cả ngày khi mắt tiết ra dầu thì sẽ rất là dễ trôi. Khi đi du lịch thì Hana cũng ít mang đồ lỉnh kỉnh hơn, cho nên là Hana sẽ tối ưu tất cả những cái sản phẩm mà mình có. Ví dụ như bút kẻ mày này Hana cực kỳ thích bởi vì Hana có thể tận dụng nó vừa để đánh khối, vừa kẻ mày cũng như là vừa kẻ mắt luôn. Mọi người đi du lịch mà muốn tiện lợi thì hãy nhớ sắm một cái cây mày như thế này nhá. Nó vừa có đầu tán lại vừa có đầu vẽ luôn, rất là tiện. Đợt này thì mình có nối mi rồi cho nên là mình sẽ bỏ qua bước mascara. Nhưng mà nói thật là càng lớn thì mình lại càng lười cái bước này, cho nên là mình sẽ chọn là một là đi nối mi, hai là sẽ gắn mi, hoặc là không có mi luôn. Nhân tố quan trọng có thể giúp bạn giữ được lớp makeup bền lâu cả ngày mà không hề hấn gì chính là phấn phủ. Đặc biệt là khi mà bạn có những cái nếp nhăn ở dưới mắt này giống như mình ấy, tập trung vào những cái vùng mà bạn dễ bị đổ dầu, ví dụ như là quanh mũi hoặc là quanh cái mắt trên màu mắt này. Cái bước kẻ mắt này thì không bắt buộc nha. Nói chung là bác nào thích kẻ thì kẻ, còn bác nào mà giống như tôi ấy, không kẻ mắt là không chịu được thì vẫn là phải kẻ nha. Ban đầu là tôi không định kẻ rồi nhưng mà thấy nó cứ cấn cấn nên thôi lại phải kẻ. Cái kiểu kẻ mắt mèo này thì mình cảm thấy rất là phù hợp với những ai có một cái đuôi mắt mà nó cụp xuống giống như mắt của mình. Nó sẽ giúp cho cái đôi mắt của bạn nó có thể bừng sáng và mở hơn rất là nhiều, trông sẽ không bị buồn nữa. Dạo gần đây thì Hana còn thích vẽ thêm cả mí giả ở phía dưới nữa. Nhìn từ xa thì trông nó cũng có vẻ khá là giống cái lông mi đó. Còn lại thì nó cũng cân bằng được cả cái phần kẻ ở phía trên, cho nên là mình thấy là mắt mình nó cũng cân bằng hơn. Ngày trước khi chưa thử dùng highlight thì tôi nghĩ đây là một cái bước dư thừa. Nhưng mà từ khi đã dùng rồi thì tôi thề với các bạn là các bạn không thể nào bỏ qua cái bước này được. Bởi vì nó rất là quan trọng trong việc tạo khối cho khuôn mặt. Và khi tạo khối đẹp rồi á thì bạn sẽ lên hình trông xinh hơn. Và khi mà du lịch thì mình sẽ muốn có những bức hình xinh xắn đúng không nào? À, để Hana show cho các bạn chiếc son này mà dạo gần đây tôi bị mê. Trước giờ Hana không hề thích son bóng mọi người ạ, bởi vì mình rất không thích cái cảm giác nhớp nháp của nó. Cho đến một hôm anh make up đánh cho tôi cây son này ở buổi đám cưới và tôi đã chợt nhận ra là son bóng sẽ giúp mình trông trẻ hơn nhiều. Vì vậy từ đó tôi đã đam mê chiếc son này, và kể từ đó Hana đã cố gắng kết hợp chiếc son này với tất cả những cây son khác mà Hana có. Và đó là lớp make up của mình sau 10 phút. Nhưng mà tôi chợt nhận ra là lông mi rụng hết rồi. Thế nên là các bạn ơi, hãy nhớ đi làm lông mi trước khi đi du lịch nhé. Nhớ như thích video chia sẻ này của Hana, đừng quên cho Hana xin một like, share cũng như là subscribe vào kênh để mình có thể xem được nhiều video hơn từ Hana nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye! Xin chào! Trong vlog lần này, hãy cùng mình recap lại chuyến đi Nhật Bản vừa rồi để đi xem hoa anh đào nhé.